Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, ngày 4 tháng 12, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 có tiền sử dịch tễ và lịch trình di chuyển phức tạp, cụ thể như sau. Bệnh nhân DGH có địa chỉ thường trú tại Khánh Thượng Yên Mô và bệnh nhân TTCH có địa chỉ thường trú tại Trung Sơn Tam Điệp là bạn bè cùng đi du lịch tại Lào Cai và Thái Nguyên có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Thái Nguyên. Sau khi về Ninh Bình, hai bệnh nhân này tiếp tục làm việc, sinh hoạt bình thường và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 4 tháng 12, sau khi nhận được thông tin trở thành người tiếp xúc vòng 1, F1, hai bệnh nhân tự đến phòng khám đa khoa Vũ Duyên, thành phố Ninh Bình để làm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hai bệnh nhân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức cách ly tạm thời. Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trả kết quả khẳng định cả hai bệnh nhân đều mắc COVID-19. Bệnh nhân thứ ba là NVL có địa chỉ thường trú tại Văn Phú Nho Quan là lái xe đường dài tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Tam Điệp, Ninh Bình và bắt xe buýt đến trạm y tế xã Văn Phú huyện Nho Quan để đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 2. Chiều cùng ngày, bệnh nhân tự đến phòng khám đa khoa Cúc Phương, huyện Nho Quan để làm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức cách ly tạm thời. 1 giờ 40 phút ngày mùng 4 tháng 12, Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh trả kết quả khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Để kịp thời truy vết những người có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân tại Ninh Bình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh yêu cầu toàn bộ người dân có mặt tại các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng sau, phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại 0961 746 188 để được hỗ trợ và tư vấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Trạm bảo hành Daikin, công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Phú Mỹ Linh, số 668, đường 30 tháng 6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, từ 6 giờ đến 17 giờ, các ngày từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. 2. Quán bún đậu su quán, đường Thanh Niên, tổ 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình từ 9 giờ đến 12 giờ ngày mùng 1 tháng 12 và từ 9 giờ đến 17 giờ ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. 3. Xe buýt tuyến Nho Quan Rịa, thành phố Ninh Bình, biển kiểm soát 35B 00401 khởi hành lúc 7 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 tại bến xe Ninh Bình.